Rồi ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chiều Lò Ròn của mình nè. Rồi đã nhau đã nhau đã nhau xem bạn thì hôm nay bích đồ hình rất là dị các bạn. Vô đi rừng đấy, và xem bạn thì có Omen với lại Thêm nha, hai hai con trâu rất là trâu luôn. Còn dưới ở đường mid thì xem bạn sẽ là cái trèo đối đầu của mình với lại Laurel các bạn. Thì trắng là đánh đánh uống rồi, và đó thanh niên không hiểu ý rồi đánh luôn, là phải đó mình nhảy ra nha, mình nhảy ra lùm cái mạng của John luôn các bạn. Ui ui đông vậy, thôi, ok rồi, thêm mạng thôi đấy, rồi hai mạng quá thơm. Thôi này ảo ma Canada các bạn ơi, vậy mà mình không lên bảng, thêm bạn lên bảng 4 người nha. Ôi thằng support của mình nó ăn hết lính này kìa. Ôi thằng này ngày trước hay đi gần cái gì nè, lên nó giết hết lính của mình luôn, không còn con lính nữa các bạn. Rồi mình lên hỗ trợ Yuka tiếp nha, đường dưới thì rất là trống trải, không có ai tranh chấp hết. Là mình sẽ lên trên à, Thane đang ở trên để hỗ trợ Omen nè. Yuka thì pha này có Thane thì chắc cũng hơi khó nha, thì bạn khá là trâu. Chơi không? Đánh luôn. Đánh luôn. Còn một tí nè. Rồi. Hay nha, pha này Thane đẩy hay nha. Đẩy về phía mình luôn. Lụm được hai cái mạng luôn. Hai này đánh nhiều phát game. Ôi thằng support nó lại ra mid, nó farm nữa kìa mấy bạn. Ôi thằng này à, biết nhường bùa cho mình hả à, nên có bùa nên là nhường bùa cho mình, các bạn thấy mình xanh này chứ nhường bùa cho mình. Rồi cửa nát làm gì vậy, ôi thanh niên nữa tự nhiên bay vô bốn năm người kìa. Và nó dùng đam không được do này, chắc nằm lại các bạn. Bạn nó quay quá quay mà. Ở dưới thì có vẻ như Villette là khá là thoải mái luôn các bạn. Thêm bạn này trong trận này là AD là đi rừng nha. Là cái... Rồi tóc biến lên chơi nè, rồi. Đấy, trừng trị hay nè. Pha này trừng trị hay nè. Gần đây, cửa nát đây. Làm chậm Omen nên là pha đó mình có cơ hội để mình dùng công ty mình tốc biến lên mình bắt nó nha các bạn. Rồi năm mạng cho mình luôn, quá xanh luôn. Này thì Violet quá sướng à, ở dưới không có, chỉ có mỗi Alice thôi. Nên là được farm thoải mái nha. Còn là support của mình để không biết làm gì mà nó farm đến mình hoài không biết. Đánh luôn, từ từ cầu qua nè, cầu qua. Đấy rồi lụm, mình còn băng xương nha bạn. Rồi do nào lụm vô luôn, rồi lụm đấy cái nội tại của mặt nạ Beric các bạn. Ôi ông Violet ông sướng kìa. Rồi bây giờ tới thằng Yuka nó xuống nó farm. Trời ơi mấy này nó hội đồng hay gì á, đi chung team hay sao á. Rồi lấy trụ luôn, lấy trụ. Ôi à, để tôi tốc biến lên kìa, phải đó hay nha, tốc biến lên nhiều như cuối hay 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 đó, AD của mình chủ quan các bạn. Còn 247 máu kìa, trụ gì mà không lấy được. Rồi mình đợi con lính này lên lấy luôn các bạn ơi. Nghĩ cái đam tay của mình chắc đủ á. Ôi nhưng mà thằng lâu ra mới xuống thủ rồi. Được nha, lâu ra qua đây quánh luôn nè bạn. Mình còn công ty nhưng mà mình hết tốc biến rồi. Được, nó hồi máu rồi, từ từ. Rồi lấy trụ đi bạn ơi. Rồi mình về mình ép đường hết đã. Mình nó ăn lính thì vài kiếp mà mình cũng làm biến về luôn các bạn. Về đâu còn lính nữa đâu ăn.
Cũng để vô vô gần lại, vô gần farm tiếp. Farm tiếp thì vào gặp như thanh niên bữa thấy em mình gần em mình nó lên nó farm đến với mình á, cái mình vô mình farm farm gần để mình lấy lại kinh nghiệm. Cuối cùng nó liền nó nói mình là đánh theo kiểu chậu tre á bạn. Mà trong khi là mình là chưa về đường nha. Câu 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 rồi. Ui ba người kìa, quá thơm luôn. Ôi không đủ để lụm cái mạng con Alice mà. Ơi nhưng mà gần đây mình lụm được rồi. Hai mạng, được hai mạng kìa. Đấy, trong khi mình chưa về đường luôn mà Triệu Vân nó ăn hết lính của mình luôn. Là mình chưa kịp ra đó. Mà cái đó đâu phải farm chung đâu, mình đâu có đó đâu mà gọi là farm chung mấy bạn. Farm chung là khi có mặt mình ở đó mới gọi là farm chung chứ. Trong khi mình chưa về nha, mình mới lọ ngọ từ đường trên đi về mà hai tên lính chưa chạm mặt nhau nữa. Rồi lắm này luôn nè. Rồi. Nó luôn. Ui, thôi. Ôi, vẫn được. Ok. Lắc rồi. Không di chuyển được. Trận đấu này không phải dễ dàng rồi này, do nó được chơi game rồi. Đây đây của mình giờ là quá xanh nha. Ôi thêm anh em coi thêm lên đôi giày kìa. Lên đôi giày nó chạy cho nhanh. Chạy đi bắt người chứ không phải là chạy là kiểu chạy thoát thôi rồi. Chúng mình hơi ồn nha nên là anh em thông cảm nha. À, ăn nguồn rồng này ăn cho tới mùa quýt luôn quá. Từ con lẹ không có ai ra can thiệp là lẹ đâu rồi. Rồi chụp bot nó vẫn đứng ở dưới nó farm kìa các bạn. Nó ra nó farm lính mít mình hoài luôn á. Không hiểu luôn là nó đi support hay là nó đi mid nữa. Đó anh em coi, coi như thế nào nha chứ. Chứ không thôi để mấy anh em khác nói mình ấy nữa. Đây rồi lượm ba thằng, nâng cầu ba người của này. Thì vô vậy đâu, mong chủ luôn nè, ok. Rồi, còn thêm. Thôi đẩy nha. Ôi cái đam của mình nó to các bạn ơi, chip bộ kêu luôn. Rồi lụm luôn nè. Ui ông gấu không cho mình tung qua là kêu các bạn. Ok. Rồi ông này hồi nãy mình còn cái công ty nè. Hồi này chắc win luôn rồi, còn gì nữa kìa. Lụm nữa. Rồi. Đấy quá sạch đây. Win. Ok.